Đây là người cô đứng sau rất nhiều các idol nổi tiếng trên mạng xã hội. Đây là cô Trần Thúy Hải. Tại sao mình phải gọi bằng cô? Bởi vì là cách đây khoảng độ tầm 1 tuần thì cô có đi tham quan cái dự án và đầu tư bên mình. Ban đầu khi mà mình gặp cô ấy thì mình chỉ gọi bằng chị thôi. Nhưng mà sau cái quá trình nói chuyện và trao đổi thì mới thấy là cô đúng là một người cô. Bởi vì thực tế bên ngoài cô đang đào tạo cho những doanh nghiệp hay những cá nhân mà muốn book lịch ấy thì là 10 triệu đồng trên 1 tiếng, không hề nhỏ một chút nào. Và cái 10 triệu đó thì nó cũng chỉ là một phần thôi, còn quan trọng là cái giá trị mà cô trao đi cũng như là những cái kiến thức mà cô dạy cho anh em chúng mình ấy thì nó vô cùng là nhiều. Và trong cái chuyến đi tham quan dự án thực tế bên mình thì chỉ sau khoảng độ tầm 2 tiếng thôi thì anh em mình đã gọi bằng cô. Và hôm nay là một ngày rất đẹp trời tại Hà Nội, thời tiết se lạnh. Cô cùng với cả chồng là lên trên công ty để ký công chứng. Đây là hình ảnh của anh chồng. Anh chồng các bạn nhìn có đoán được tuổi không? Mình nghĩ là sẽ không ai đoán được tuổi anh này đâu. Anh ấy sinh năm 1972, có nghĩa là trên 50 tuổi rồi. Nhưng mà chưa một ai đoán đúng tuổi của anh ấy cả. Mọi người thì đa phần đều đoán từ 85 đến 87. Nhưng mà thực tế là anh ấy sinh năm 72. Nhìn ăn mặc rất là trẻ trung và cực kỳ phong độ. Cô Hải thì là một người bậc thầy trong lĩnh vực đào tạo. Có những cái chương trình đào tạo của cô lên đến 5.000 người và đã được ghi vào kỷ lục Guinness Việt Nam. Cô là người mà đi đào tạo ra những người để đi đào tạo. Bình thường thì các bạn hay thấy là những người đào tạo ra những người học sinh xuất sắc. Nhưng mà cô Hải thì khác. Cô Hải là người đi đào tạo những người để đi đào tạo. Đó mới là đỉnh cao của những người đào tạo. Hôm trước thì cũng rất tình cờ khi mà cô gọi điện cho mình tìm hiểu về một số cái quỹ đất của bên mình ở trong Thanh Hóa. Và sau khoảng là tầm 2 tiếng khi mà cô gọi điện cho mình thì cô quyết định là đi xem, bởi vì là hôm đấy cô cũng chưa có lịch. Và trong quá trình đi xem thì cô cũng dạy dỗ cũng như là chỉ bảo cho anh em mình rất nhiều cái. Và sau khoảng 2 tiếng khi mà di chuyển thì đã đến vị trí của những quỹ đất. Và khi đến thì cô xem hình ảnh thực tế và hình ảnh mình gửi cho thì nó là đồng nhất. Và hôm nay thì hai vợ chồng cô lên công ty để công chứng sang tên. Và cũng rất cảm ơn cô vì đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của Nguyễn Nam cũng như sản phẩm của Trung Thực Land.